khách hàng đến sớm để chờ mua cua vi ba đây mọi người. Con hẻm 565 đường Nguyễn Trãi này là mỗi vào giờ trưa thì nó đông đúc hơn để mâm cua của dì ba đây. Dì ba chưa ra đây, có dì thủy đồ mấy anh chị tốt bụng đến phụ dì ba dọn sẵn ra những cái dụng cụ cần thiết phục vụ việc quán cua. Cái anh này anh cầm một số thứ tự cua dì ba để chờ theo từ số nhỏ đến số lớn để mua cua dì ba này. Anh biết phát số bao nhiêu rồi, mình hỏi anh thử anh. Anh tới số bao nhiêu rồi anh? Tới số bao nhiêu rồi? Hiện tại là số 16 nha. À, số 16 hả? Là 15 số được phát rồi hả? Đây là dì ba đồ số nha, bây giờ là không phải như trước đây là 30 số nhưng bây giờ còn 50 số này. 50 số? À, bây giờ là đã thay đổi là 50 số nha. Hồi lúc là bao nhiêu số anh? À, bình thường là 30 số thôi. À. Là xưa là dì ba bán ngay cái địa điểm nào vậy? Bánh thọt ai kế bánh ai thấy lúc trước có bà bán bánh thọt đâu đây phải không? Là dì ba ngồi kế bà bánh thọt. Chị mua bánh thọt của bà đó mới biết dì ba ngồi bà ăn giờ nhờ quay lên Facebook họ bán ăn. Hồi xưa là sao cô? Hồi xưa dì ba bán được không? Thế ngồi thấy tuần hiệp lắm thầy ơi. Biết sao không? Cua mắt bự 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 này nè. Giờ giống như người ta không biết ngon hay dở người ta đâu dám mua. Giờ giờ thì nhờ tụi quay quay ăn ngon quảng cáo nhau á mới thấy chất lượng với bà bao. Còn lúc nó bà ngồi vậy nè ai đâu quảng cáo cho bà. Đây là số lượng mua ra trước cho mọi người. Mua của dì ba nè. Đó, đường 565 đường Nguyễn Trãi rồi kẹt từ xưa lại mua dì ba tới là kẹt đường rồi. Điện đặt đó cô, thì cô mai cô thích thì cô cứ gọi điện đặt bao nhiêu ký là lấy. À cái này đặt chứ chưa có tiêu số không? Dạ đúng rồi. Bác gọi tiêu số thì mình rồi, em gọi kêu liền này. Rồi. Của cô số 1 kìa. Cô lấy số đi. 204 ai mua cô lấy số cho em á. 30. Cô không đợi gì ba ra cô. Cô gì ba chuẩn bị ra rồi đó. À, cô này ở gần dục đấy nha. À, biết gì ba rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới được ăn cua gì ba lại. Dạ có thịt chưa có cô ạ, có thịt rồi có đợi xí gì ba ra. Bốn con đi em cần bốn con trước cái thằng đi. Cô gạch 700 ngàn cô. Bốn con khoảng ký. Dạ bốn con hơn ký anh. Ba con, ba con. 668 ngàn. Rồi, mấy con cô ơi? Ba con, ba con. Ba con cho anh trai ngoài trước. Dì ba vừa mới xuống này. Số 2 số
4 chị, để gì chị? Cho 4, cho 3 món nữa đi. Bạn mua gì? Thịt đó, hai gạch một thịt. Rồi 2 gạch 1 thịt. Áo con to ra gì? Số 2 con thịt đó. Mấy con không? 2 con cua gạch. 2 gạch 1 thịt. Con cua với nghe, con cua với nghe. Anh ơi, 253. 253. Ừ, đấy, thì đặt cho con đi. Đâu có tội ai đang giữ đi. Hôm nay là số 4 để số 5 à. Số 6 à. Số 12 à. Số 13. Số 14. Số 15. Số 15 nha, số 16. Số 13 đâu anh? À, số 16, số 13. Anh lấy cái gì? Gạch con thịt đi. Một gạch con thịt. Cua không rồi nó làm sao giờ mới thử. Được
được dì ba bớt tiền nữa. Cái cua này nó không biết tại sao mà được dì ba bớt. Bạn thấy ngon không? Căng nha. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Chưa sao ấy nhỉ? Sao vậy? Bình thường đâu mà, bình thường là ăn thôi mà. Sao anh biết tới cua dì ba anh tới vậy? À, vô tình coi cái clip mà có cái người nào đó lại chửi. Đúng rồi, thì mình mới để ý thôi. Thương dì ba thì ủng hộ. Nhưng mà coi coi có phải là đúng như cái lời người ta nói hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Ra không phải. Ngon mà. Đúng rồi. Không có bị dối. Nếu như mà nói mà cua mà đuối, mình nghĩ lúc mà hấp ra, mở cái nắp ra là nghe liền. Làm sao mà có chuyện mà đem về nhà để về mà không nghe được. Cái đó là hại, không ăn ăn. Ở nhà mà nhiều khi mình hấp cua ra, mình mở cái nắp ra là cái mùi cua mà thúi là biết liền. Làm sao mà không biết được. Cho nên không lại kiểm chứng. Dì ba bớt hẳn 37.000. Dì ba có nói lý do sao cái cua có tiền không? Không, không, không để ý cho lắm nữa. Dì ba nói là nó không phải là nó hư mà là không biết nó bị cái gì đó. Mà mình ăn vẫn ngon mà, không có gì đâu. Anh mua là mua cua gạch hay là mua cua thịt? Cua thịt. Tại vì không thích ăn gạch cho lắm, thì thấy cắt ra giống như cái bánh trung thu vậy. Thấy hơi ngán. Cái này nó cũng vừa thịt vừa gạch á, cho nên là dì ba bớt tiền cho anh á. Nó đâu có bị gì đâu, thật sự rất là tươi mà. Càng to vậy anh ơi. Đúng rồi, thịt không mà. Hơi. Mới biết Sài Gòn là có người bán cua hấp như vậy. Từ xưa giờ không biết luôn á. Hay tội dì ba. Mà đáng lẽ cái tội dì ba là mình kêu bằng ngoại. Chứ không phải kêu gì được. Kêu gì là thấy nó kỳ kỳ. Rồi cái clip mà thấy mà chửi mà xa xả vô mặt như vậy thấy kỳ lắm. Đúng rồi. Ngay cả vậy mà thấy mà chỉ tay vô tùm lum tà lá. Nếu như mà cái cua dì ba mà người ta ăn xong còn cái vỏ dì ba nhận ra được không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Rồi người ta đem tới người ta nói rằng là cua không ngon, người ta lấy con khác đi sao? Nếu một ngày mà ta là hai ba người ta lại ta đổi vô nó thôi sao mà biết được. Cua đâu phải rẻ tiền đâu. Mua hàng dì ba lấy hàng chất lượng. Đúng rồi, tới mấy trăm ngàn một ký rồi. Cứ ngày mà người ta khoảng hai người tới thôi là cũng quải. Rất là ngon. Coi như lời nói không có gì cả. Dì ba thật thà. Nhìn mặt thật thà, lời nói cũng thật thà. Cho nên là không có chuyện mà dì ba lừa dối ai. Đó là hại, chắc chắn hại. Dạ. Cho nên là ra đổi lại. Dạ. Đúng rồi. Mua qua. Đúng rồi đấy, thì ba xem có đúng cua ở đây hay là cua ở ngoài kia. Đấy, ba đây, con cua này không ốp đâu nha. Cái nào ốp là thì ba nó ốp, con nào ngon là nó ngon nè. Cái đó là ấy
con cái nào không ngon con đem lại dì ba chứ con đừng lại nhà con cái trái con dở ra mà nó không ngon á nó ngon dì ba con cái con ăn giùm dì ba đi nha thấy không con không có đánh đổi mua thịt rồi nó mới vậy rồi nó bị mà bán tại vì cái linh nó khi nào cũng vậy á ở đây ta biết ăn mà cho con về con hấp lại ăn đi nè cho con luôn cái này cái này cũng là ngon lắm á còn một con ớt thì sao hả không kệ tiền bớt tiền đi tiền mình nè cái này con đem này nè mua này bị làm sao 919 ngàn cái này hôm qua 919 ngàn gọi đi cái này vẫn còn ngon nghe tiếng mà đi tới chạy xa cỡ nào cái đó anh gì ở đâu rồi bù đền cua còn không có cua trả tiền lợi thì ba nói nó như vậy mà nó không chịu nghe nó lo nó chửi sao ạ à? Sao bà tầm vậy người ta anh ta hỏi mình cũng tuổi dạ không có thấy gì bà không có trời không vừa con thì ba nói như vậy đó ví dụ như mà cua chịu mất chết ra là chết cũng như có khi mình làm nhiều quá nó vừa nó ngọt thì một hai con thôi một hai con đó là cua mới vừa chết không có đánh đổ nào mà thui đó là vậy đó mệt người ta nói gì bà bán con thúi gì bà mới tức á tức mình không biết làm sao mình nói nữa nó con ốp chị ốp chứ nó được cũng vậy đó cũng như nè mấy này vô chứ khi người ba mua thì còn đủ nó có nhiều cái đứa đi theo thôi gì ba bán có phải như vậy không là vô thấy là toàn là cua ngon không à cua dây thì nhiều thiệt mà cua thì vẫn là ngon nói làm gì ba buồn quá thì ba muốn nói làm sao nữa đặt cái con đó cho em hồi đó giờ đây giờ ba bán lâu năm giờ chứ chưa có hồi đó giờ không lần nào chưa số 28 à 28 anh lấy đi anh ơi một lát
cô lấy giờ bà sĩ quả đó cô tự ra cô lựa 2 kg á. Nè con. Cái gì? Hôm nay là chú số mấy? Chú số mấy? Bà Tư chưa đến mà. Dạ dạ chúc nhật ạ. Mấy con có gì bà có nói vậy mà sao cô lai dữ vậy? Nói gì bà nói gì đâu. Cái gì bà không có gây lộn, không nói gì hết. Chỉ nói vài câu đó thôi. Cười khóc và cười thôi gì ba là tao tuổi nè thôi được rồi thôi nghỉ uống nước này rồi về nước rồi tụi anh dạ mà là lâu mới có người như vậy đó gì ba thôi đừng có buồn nha. Đây có người tới tâm sự nhắc tới người ba tuổi thân người ba khóc.